Đây. Sau đây gửi đến quý vị và các bạn công việc cho Khởi ăn. Thì còn rất nhỏ, đỡ cho bố. Đây. Đứng thẳng cái chân xuống. Rồi. Đây, múa này. Vết thương này là mới bị khi to sống ra nó kèo đánh cho bị thương. Còn nhỏ nên chưa tự cầm bình này. Rồi, clip cho Khỉ ăn sáng kết thúc tại đây. Em chưa có răng. Quý vị follow để nhận được những clip mới nhất nha của Tai To TV.